Hôm nay cô và các em tiếp tục đến phần tiếp theo của bài phương trình mặt phẳng. Trước hết, cô nhắc lại thế nào là vector phạm tuyến. Của một mặt phẳng, cô nhắc lại nhanh thôi. Cho mặt phẳng alpha một vector n khác vector không, được gọi là vector phạm tuyến của mặt phẳng alpha. Nếu như các em, nếu giá của vector n này nó vuông góc với mặt phẳng alpha, n được gọi là vector phạm tuyến của mặt phẳng alpha nếu mặt phẳng mà thứ nhất là n này khác vector không, thứ hai là gì, giá của vector n này vuông góc với là mặt phẳng alpha. Rồi, thứ nhất ở đây cô cũng nhắc lại luôn một cái vector rất là đặc biệt, đó là vector mà nó có giá song song hoặc là nằm trong mặt phẳng alpha. Vector này cũng là một vector khá khốc, nó có giá song song hoặc là nằm trong mặt phẳng alpha. Thì vector này cô nói ra nó chính là vector chỉ phương của mặt phẳng alpha. Vector chỉ phương, vector chỉ phương u của mặt phẳng alpha, nếu vector u này là một vector cả vector không, thứ hai là giá của vector u này có thể nào các em, song song hoặc là nằm trong mặt phẳng alpha. Đây là hai vector rất là quan trọng, cô cần nhắc lại cho các em. Thì tiếp theo cô cần nhắc lại cho các em đó chính là một cái vector đặc biệt. Vector này người ta còn gọi là tích có hướng của hai vector trong không gian O, X, Y và Z. Không gian O, X, Y, Z cho vector A có độ A1, A2, A3, vector B tọa độ B1, B2, B3. Khi đó này, cái vector tích có hướng của hai vector này, người ta ký hiệu là như thế này các em, tức là vector n bằng cấp thứ nhất ký hiệu là gì? V ngược, hoặc là thứ hai là các em có thể ký hiệu cho con như thế này cũng được. Rồi, nó là một vector, cô nhắc lại tích có hướng của hai vector này, nó là một vector. Nó có công thức và tự tính như thế nào, cô nhắc lại cho em rất nhiều luôn. Nói rồi, rồi muốn biết công thức này thì các em nhớ này, để cho dễ thì các em nhớ là nó vector thì sẽ có ba thành phần đúng không? Đây, đầu tiên em sẽ che cho cô thành phần đầu tiên, như vậy lô đó là gì, A2, B2, A3, B3, A2, B2, A3, B3. Rồi, đây là x đúng không? Cột tiếp theo các bạn sẽ viết cái cột mi qua A3, B3 qua đây cho cô. A3, B3 thì em chạy tiếp tục là gì? Chạy cái phương y này cho cô. Và chạy tiếp theo là A1, B1. Cột thứ 3 người bạn sẽ chạy cái phần cao là cho cô. Thì lồ ra phần gì? Viết lại cột A1, B1 giúp cô. Và khi A1, B1 xuất hiện thì hẳn đọc cái cho cô là A2, B2. Rồi, như vậy cái tọa độ này thực hiện như thế nào? Em nhớ này, đừng chéo thứ nhất này, trừ cho đừng chéo thứ hai. Có nghĩa là A2, B3, trừ cho B2, A3. A3, B1, trừ cho B3, A1. A1, B2, trừ cho B1, A2. Thì cái vector này người ta còn gọi là tích có hướng của hai vector, và nó được xác định như thế nào, cô minh họa cho các em dễ nhìn. Ví dụ đây là vector A, đây là một vector B. Đó rồi, thế thì khi đó này, đơn
giản nhé. Câu vậy thì trên đây dòng là 2 vector. Chị Phước của mặt khoảng ta. Nó là một vector n. Vector này n này là có một tính chất đặc biệt là nó là một vector vuông góc với 2 vector. Các bạn nhớ chưa? Đó, vector n này là một vector rất đặc biệt. Nó vuông góc của vector A, của giả vuông góc vector A và của giả vuông góc phải là vector. Ứng dụng vào cái bài này là em sẽ gặp cái bài toán giải như sau. Trong không gian O, X, Y, Z cho 3 điểm. Điểm A tọa độ 2, 1, 3. Điểm B tọa độ 4, 0, 1. Điểm C tọa độ 10, 5, 3. Câu hỏi đặt ra đó là hãy tìm tọa độ một vector phạm tuyến của mặt phẳng ABC. Cái này cô biểu diễn nhanh như thế này. Như các em đã biết ABC này, họ đã nói là của mặt phẳng ABC này thì rõ ràng là ba cái điểm này là nó không thẳng hàng, nên họ sẽ tạo thành một cái mặt phẳng. Đây cho như thế đúng em. Rồi bây giờ muốn tìm tọa độ vector phạm tuyến đúng không? Thì chúng ta làm sao? Thế thì các em nhớ cho cô này. Em phải nhớ một vector đặc biệt. Đây. Khi người ta cho 3 điểm không thẳng hàng thì vector AB và vector AC. Cặp vector này người ta còn gọi là cặp vector chỉ phước của mặt phẳng ABC. ABC. Rồi. Và khi đó này vector phạm tuyến là có thể là một trong những vector nào của em, đó chính là vector tích có hướng của hai vector AB và AC. Như vậy là vector vuông góc của hai vector này đúng không? Vậy thì em giải như thế nào? Để giải bài toán này này, em tìm cho cô vector AB. Vector AB này để có đối sau trừ trước 2, 1 trừ 2. Vector tiếp theo là vector AC trừ 12, 6, 0. Đấy. Sau đó này, vector phạm tuyến N của mặt phẳng ABC có tọa độ được tính theo công thức khá đẹp, tính là có hướng. Này. Các bạn lưu ý cho cô là thứ tự của nó rất là quan trọng. Bằng cô giảng đấy, nhất là gì? Tính thức này. Yeah. Thứ nhất, 1, 6, 2, 0. Rồi, nhắc cái cột bên này qua bên này, 2, 0. Cột tiếp theo sẽ là gì các em? 2, 2. Được chưa? Rồi, tiếp theo em sẽ viết cột này. Chúng ta 2 trừ 12 quả và che cột sau lại 1, 6. Đấy, nhưng lại cho cô như vậy là mấy đây? Bên chéo thứ nhất là 0, như vậy là 12. Bên chéo thứ nhất là mấy? 24 trừ cho 0. 24. Bên chéo thứ nhất là mấy? 12 trừ 12, 24. Được chưa? Như vậy N này chỉ là một cái cơ sở phụ. Ngoài ra để cho đơn giản này, chúng ta cũng sẽ có thể suy ra một vector khác, vector phạm tuyến khác là vector gì? U, là vector U cũng được N, thường người ta lấy N1, N2 đi. Các bạn mấy cái em, đấy, 1, 2,